trong sáng như gương, lòng trầu trong sáng như gương, thần thông biến hóa sửa sang đi pháp giới ngông huân chư Phật hài hồi tất do vân thì sự kết tương vân thành nghi vương ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Thánh giá hồi cô đệ nhị thánh thiên cung thịnh chân xa, nhan sắc khác thường hình dung, nhan sắc khác thường, giá danh đòi một huy vương khôn lòng nữ ngự miên mà thoải cung, sớm kết đoạn phòng trang kinh duyên, sớm kết đoạn phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng mở rêu xa bờ phi thì cử cứ thành dư hướng không môn truyền đại kinh nhi thập nguyên vương thiên hóa vật giám kiền thành nam diêm phúc hòa ư trung thu thấy chúc liên hoa thử thế linh giải kết tiêu tai tăng duyên thọ phúc cơ mệnh vị bảo khang ni. Nam mô hương giang bồ tát ma tát, nam mô hương cung giang bồ tát ma tát, nam mô hương cung giang bồ tát ma tát. Xong nhãn thần cờ diệu khai quang chiếu từ trung ngã tích cung tạng kim cung hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương ca lăng cần gia âm từ bi lân mẫn chúng sinh cô ngã kim đinh lễ song nhan thập cờ diệu khai vang chiếu tàn duyên trần chiều văn võ quần thần nghi linh đốc giang ân cần giúp cho thánh đồng có mệnh truyền ra các quan thái độ cùng là chư dinh hùng minh nó phạm đà thành nó phạm nam thành nghề hùng binh suốt dài
sông mi hữu đồn na đùng mi đùng kéo quân đi. Thank you.
truyền phán ba quan đông về truyền phán ba quan và văn hữu võ lương ban đáo đàn lệnh truyền tên hội thì bộ đôi hàng lệnh truyền thì bộ đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền tiền đội vạn cơ đức ông bây giờ chắc giang anh định trước là khám xét tiền đình. Có sơ dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên ông về tấu đôi chúa biên dành dành phê cho nhị từ trường si Thank you.
thánh cung vạn tuế, vạn vạn tuế. Tấu lạc đức thánh mông, long quân thánh hiệp, thánh đạt ra kỳ cung kỳ sắc phẩm. Có an con nhất tâm của Phật và tâm của thánh. Ngày hôm nay, cùng lòng thánh thiết bản nguyện tạng gia sứ. Nhất tâm tưởng vạn tâm cầu ứng giờ chúng con cũng nhập cản tràng, phát tấu, thỉnh Phật. Nhưng sinh lòng cung của Đồng Nam Vũ Phụ. Bái đạo kinh quan, kiến lễ cơ lâm sơn trang, phổ thống phong, kinh nhân thành dân, thế đạo. Ngoan giá phục hành hội đồng tam vũ phủ sở phật mộc ân thanh đồng mọi những con tôn đồng đức cùng nhau cùng lọt qua thiên chúa ngoan giá phục hành cờ vì đại tấu cho căn chủ mệnh quân thanh đồng an ngọc linh con bản mệnh quân sinh nhân thân như thảm dân hiệp kim tam thập nhất quy định thì vì đại tử con rất tâm tưởng lọt tâm cầu tấu thỉnh đức tại vườn về ngày đầm trắng được chúng đảng ứng phụng chúng chủ dân giao chúng cho bản địa của an con từ nay từ đi cử tri chúng hồng điện môn được bao cải đạt pháp được trung long gia đạo thanh đẳng con ứng khởi tâm thiết khu vực phong tỏa từ môn thành đạt lộc tài tổ tiên bên con giang phát đàn được được sở cầu chúng thành được bản tâm a di đà phật có đại đức tại vương. Thánh ông ta lai lão quỷ sinh rằng đồng đọc sáng đèn và sáng dụng đúng nhà ta phụ thủ quốc thái dân an phụ thuận phong điều quân dân an lạc là chúng tâm họ an căn cao sống trọng con người dương thế số hệ thiên cung cha thương chấm những mẹ quý lập đồng cho ăn tại gia cho thở tại nhà thiết lập linh địa tại gia ngày hôm nay hiệu tâm đăng điện ta cho được chắc bản điện được bền ta chứng tâm họ an từ nay trở đi từ chi chí hậu trên theo phật thánh dưới theo đồng thần thiên cung thiên số thiên sổ thiên đình trong chốn gia châu qua hạn cho qua bản mệnh ta cho được bình an cầu lộc tài ta cho được vận tiến cầu thương mại ta cho được anh thông cầu công danh ta cho được quả pháp lâm môn tứ thời thịnh vượng tám kiếp hưng long cầu phúc phúc lai chiêu tài tài đạo ta chứng tâm pháp sư pháp văn tay quỳnh tay quế lính thế tứ phục các chủ nhang đồng đèn đồng điện đồng anh lính trị đồng già lính tư đồng trẻ lính tân cách gia trong họ ngày hôm nay trở về trở nguyên tiếp tục họ an ha. Chiếu thiên nhan thánh ông đệ tam ngài vân chiếu thiên nhan hào binh luyện mã muôn vàng ngâm thầy thanh giá hồi hoa hải đường tấu vương cô đệ nhất nhi tức mạc hương là đất trầm mạnh thanh giá hồi từ bi hai chữ Nam Bộ lòng tin con bái thỉnh đức đệ nhị vương cô giáng trần thánh giá hồi nhớ xưa tức cũ đời trần đình sinh cô bé mười phần cô tốt tươi giang khê con thỉnh cậu bé cửa đông trèo về đền thanh giá hồi cung hương bao chuyện chín lần soi thấu dãi tất lòng khải tấu linh thông đệ nhất vương ông cung thỉnh mời đệ nhất bóng vương ông quyền thu tam giới phòng
phép màu. Thường
vững sắc rồng hiểu thế độ dân. Sắc bán phong thượng đẳng
về thủy phổ, các ban các quả chốn ấy là chốn Diêm La, là chốn Diêm La, chốn ấy là chốn Diêm La. Tô về thủy phổ, cô cha đồng đình hôn dòng lạc chú thủy cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thập bát hải môn. Thập bát hải môn. Bẩm dung ni hôn đốc ni bởi thiền cô tài thao lược phải đồn tứ hải sắp bà bao phen rực lớn hồng sông pha trăm trần cũng như không ra tay cứu nước trừ nguy biến tiếng đề ngàn thu với núi sông kêu quân về ngã ba bạch hạ bàn tiên ngồi đàn hát vui chơi thuyền rồng trăm mái trèo bơi dọc đang tuần lành là nơi đi về trải sang khê lên ngàn xuống biển lành giang từ quý đền thờ phán tán tia kiều vàng long môn hồ bán thạch bàn còn đi hoa tức thì lâu đài điện cát dâng nước về thoại quốc một khi truyền quân lấy ngọc mà lưu ly đùng đùng dâng nước phép thì không ai đàn hoa đại giang sông thao sông cả trở xa về đồng ngã ba tranh sương ca im ầm ban hành thơ ngâm phú vịnh cầm cánh ông chơi bời tiệc tan rồi về nơi thủy phố xong cân này bố quỳ tàu xăm ba đồng tử theo hồ vào tâu vương phù ra hầu mẫu vương biến hóa vô nghề an thường hạ đại gia thuyền rồng trèo quê buồn man khi trời sông hát khi xa sông cầu phen ngự sông dâu sông hát khi lên gầy xuống thác vui chơi thuyền rồng trăm mái treo bơi dọc ngang tầm ảnh là nơi đi về chân giang kê lên ngàn xuống đi
thiên đại giang từ quý địa danh là thành gia hồi cung. Tiệc bàn loan con thỉnh quan đệ tử vốn con trời cao ngời thiên cung thành gia hồi cung. Thần đệ tử khấu đầu cùng thổ tuyên văn trầu quan lớn đệ ngũ tuần tranh. Truyền phán ba quan tả văn hữu võ lương bát đạo đàn lệnh truyền thủy bộ đôi hàng. Thủy bộ đôi hàng lệnh truyền thủy bộ đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ.
hàng vạn vật đồng dài đông. Có lá sơ hồng trần gian, có lá sơ hồng mình để trước công đồng Phật thánh chứng minh quan về tấu sơ đệ trình. Tới cửa vua cha sơ này, tới cửa vua cha, vua cha phán hỏi ba tòa các quan sơ này ở dưới trần gian. Quân Nam Tào Bắc cầu chúa biên dành dành phê cho đi từ trường sinh. Phượng mùa đôi
kiếm chi tam giới. Giáp xanh bao trần đã sông pha, dẹp lộ ngoài ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
muôn dân cùng phục, mẹ ai có lòng hưởng phúc thà xa, dù ai bận hàn chưa qua điều quan để ngu bệnh đà an khớp ra hồi. Hôm mai vui vẻ phải quốc đồng đình con vua bát hải đồng đình đào tiên quan điều thất nghi anh linh khác thường ra hồi cung. Vua Lê ngôi thứ hai vào triều, vua Lê ngôi thứ hai quốc hoan hoàng triều, ngài quản cai triều đình thành ra hồi cung. Hôm mai vui vẻ đêm rồng, ngày chơi phủ tía lầu hồng vào xa thành ra hồi cung. Tiên thánh trên ngàn dâng văn, châu đệ nhì trên ngàn đông vuông quần quán giáng đàn.
mặt Huế tươi tốt, tóc xanh mượt mà phấn hồng thì tô điểm màu xa, cổ tay tựa đầu vân tóc mai vốn dòng công chúa thiên thai, châu ba vốn dòng công chúa thiên thai. Soy.
cho tiền tốt lụa dày, phong lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đồng dài nhất sáng yêu. Xuân về một cánh mai vàng đua tươi,
dù đường xa trầu vẫn